是你问我，从来未觉不妥，如在意那会是我，追追赶赶却追不到眼光，真真假假听到你亦怯慌，如果相信我来与我走过， I'll always be yours卸下你的心窝，一切交给我，请一直开朗，有我看到你，你内心的笑窝。I'll always be yours, I'll always be yours, 请你捉紧我，爱着到天边海角。Tôi là cô La nè. Chị La, chị tới có gì không? Tôi nghĩ chúng ta lấy lộn vali rồi. Vậy sao? Hộp dưỡng da của cô phải không? À, phải đó, phải đó. Đúng là lấy lầm thiệt. Để tôi đổi lại với cô. Ừ. Đợi chút nha. Thiếu một bộ chắc là không biết đâu ha. Nè, ngồi đây đợi má nha. Dạ. Chà, sao đồ mình lộn xộn quá vậy? Chà, bị người ta lục đồ hả? Chắc là cô Thang đó rồi. Có lộn không vậy? Lục đồ của người ta kỳ quá đi à. Chứ, có gì lạ đâu. Ai mà không thích tò mò, đặc biệt là mấy bà nội trợ. Như tính tò mò của cổ làm áo quần của tôi nhăn hết rồi nè. Ây, ơi, phòng này nhỏ xíu xíu à, không biết nhét đồ vô đâu nữa à. Dễ thôi mà, cô cứ trải hết quần áo lên trên giường, nhường cái giường cho áo của cô, vậy thì đâu có bị nhấn. Chà, cái này là cái gì vậy? Chà, nè nè nè, nói trước nha, tuy thân hình của tôi gợi cảm, nhưng không có tùy tiện đâu à, tôi nguyên tắc lắm đó, không phải cô nào tôi cũng thích nha, đừng hòng mặc cái đó dụ dỗ tôi à. Nằm mơ đi, anh tưởng mình là gì? Má cũng thiệt tình à, sao nhét cái này vô vậy chứ? Ai, trải ra giường đã. Không thèm trải nữa. Tài chừng lóng ngóng. Tránh ra đi, để tôi làm cho. Xong hết rồi. Cô có cần nói gì với tôi hay không? Không có già giáo. Mọi cái gì nữa, không phải tính mặc đồ sexy cho tôi coi đó chứ. Coi cái đầu của anh đó, tôi bị mất thứ quan trọng lắm. Cô bị mất đồ hả? À, thì là ngại quá, tôi sợ anh đồ mới biết mình thiếu mất một thứ không biết có ở chỗ của chị không. À, tôi đâu có mở vali của cô đâu, sao có đồ của cô ở đây được? Cô đã tìm kỹ chưa? Nè, mất gì mà căng dữ vậy? Mất cái... Em phải nói mới được, không nói làm sao anh kiếm cho em. Em là mất cái... cái gói Hello Mimi đó. Gói hả? Ừ. Nè, tôi đâu có thấy cái gói nào đâu. Cô có nhét trong vali khác không? Chỉ là cái gói thôi mà, đi mua cái mới về thôi. À, à, nè nè. Ý, con gái chị cũng thích gấu bông Hello Mimi hả? Không biết có phải khi nãy chị bất cẩn làm rớt mà không biết hay không ha. Nè, khoan đã. Không phải cô nghi ngờ con gái tôi đó chứ. Con gái tôi ngoan lắm nha. Không phải đồ của mình, nó không có dám lấy bừa đâu. Với lại tôi đâu có mở vali của cô. Cô không mở vali của tôi hả? Cô đâu chỉ mở vali của tôi chứ. Áo quần trong vali của tôi hả? Cô lục tung lên hết. Là vali của cô tự mình bung ra, đồ rơi rất lung tung. Tôi chỉ giúp cô nhét vào lại thôi. Con người của cô thú vị quá ha. Vậy nói cũng được nữa. Nè, được rồi, được rồi. Mỗi người nhìn một câu đi được không? Không chừng tại ổ khóa của vali bị hư thì sao? Đang yên đang lành mắc cái gì hư chứ. Tôi nói rồi, cô trả lại cái gói cho tôi mau đi. Nè chị La, tôi không có lấy cái gói của cô. Làm ơn nói đạo lý một chút đi. Ý của tôi là... Nè, có cần báo cảnh sát không? À, không cần, không cần. Chúng tôi đang diễn dở kịch nghệ công xã thôi mà, diễn xong rồi. Nè, đi thôi, đi thôi. Nè, nè, ai nói đi, đi thôi. Nè, trả cái gói cho tôi, trả cho tôi đi. Trời ơi, vào trong đi mà.
là đại thủ chết tiệt. Nói cái gì tôi cũng là vợ anh mà, anh giúp người ngoài không giúp tôi hả? Chị hai à, chị có lộn không vậy? Mới dọn tới đã gây chuyện với hàng xóm rồi, sau này làm sao mà điều tra vụ án được? Ra cái gì thì ra, cô cũng đâu thể ăn cắp cái gói của tôi chứ. Ăn cắp cái gói của tôi chẳng nể mà ai hết. Cái gói thôi mà cần gì làm lớn chứ vậy? Có vàng ở bên trong hay sao? Cái gói của tôi từ nhỏ. Cái gì? Mắc gì phải nói cho anh biết chứ. Tóm lại cái gói này rất quan trọng đối với tôi. Thần kinh mà. Chẳng hiểu sao sếp Ô lại chọn cô nữa. Nè, nè, cô ta mang hận đến đốt chết mình hay sao vậy? Trời ơi. Trời, nè chị hai, chị có lộn không vậy? Đốt giấy trước cửa nhà người ta. À, tôi ở căn hộ 1404 đó. Tôi là chị Hương. Tôi biết hai người là anh La và chị La mới dọn tới chứ gì. Sao cô biết chúng tôi vậy? Chú Huy dưới nhà nói đó. À, đã là hàng xóm láng giềng. Vậy mời chị vào nhà chơi. Không cần đâu, tôi đứng ngoài đốt được rồi. Nói gì thì nói, hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao phải đốt giấy tiền vàng mã? Hôm nay là dĩ thất đó. À, xin lỗi nha, tôi không biết người nhà của chị vừa qua đời. Bậy, đâu phải nhà của tôi, nhà của anh đó. Hả? Nhà anh có người mới chết đó. Hả? Gì chứ, hai người không có coi tin tức hả? Tháng trước á, chị ông ở nhà này vừa mới qua đời do mắc bệnh đó. Con gái của chị thì tự đốt than tự sát, tội nghiệp lắm, con bé mới có 8 tuổi hả? Tại sao vậy? Sao phải gặp mặt ở mấy chỗ này vậy? Thông thường mấy cái chuyện bí mật hay trao đổi tình báo đều chọn mấy cái chỗ an toàn lại kín đáo này mà. Khổ nỗi ơi, chỗ này gió lớn thấy mồ à, làm tóc của tôi rối hết trơn à. Còn nữa nha, sếp à, còn nữa, sếp, bộ sếp giỡn chơi hả? Tôi ở căn hộ ma đó. Thì bởi vậy, mẹ con người ta chưa qua hết dĩ thất nữa, vậy mà sếp kêu tôi dọn tới chiếm nhà của người ta, cái gì lắm. Cái gì chứ? Thì cái đó đó. Đừng cãi nhau nữa, đừng có cãi nhau nữa. Hai người có biết không vậy, bây giờ mấy cái căn hộ nhỏ khó tìm dữ lắm. Trong lúc cấp bách kiếm được một căn nhà như vậy là may mắn lắm rồi. Hơn nữa còn đối diện căn hộ của Ôn Binh, tiện việc điều tra. Nè sếp Ô à, gì? Sếp có thể nghĩ cho tôi một chút được không? Tôi sống chung với Bình Hoa này đã khổ lắm rồi, bây giờ trong nhà còn có thêm hai con ma nữa. Cái gì? Anh nói cái gì? Cái Bình Hoa phiền phức này nè, vừa giao thống đã chồng nhận mấy bà nội trợ rồi, sau này làm sao mà điều tra được đây? Nè, bây giờ anh nằm sau lưng tôi hả? Sếp Ô, tôi yêu cầu chuyển nhà và đổi luôn bạn gì. Cô đuổi tôi à? Phải đó, bộ không được hả? Sếp Ô, cô đổi người tôi cũng đổi. Ê nè, hai người làm cái trò gì vậy? Đổi đổi tới đổi lui. Coi bộ tôi phải xuất thẻ vàng thôi. B-I-E-N. Biên. Biên hả? B-I-E-N, biên mà. Không phải biển. Hai người thấy thú vị và mắc cười lắm hay sao? Chút xíu thôi. Đây là mệnh lệnh. Trong đây là đầy đủ thông tin về Thuận Phong mà trước đây chúng ta đang điều tra. Tất cả đã được phân tích chi tiết cả rồi. Hai người về đó điều tra cho kỹ, nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu, thúc đẩy nhanh vụ án, có hiểu chưa? Yes sir. Nếu như mà cô sợ á, vài ngày nữa tôi kêu người lên niệm kinh, cô có hài lòng không? Thank you sir. Sếp La, nè, tôi căn cứ học lực và kinh nghiệm của anh đã tìm được một công việc rất thích hợp với anh rồi. Trong văn phòng của tòa nhà Thuận Phong này nè, sáng mai nhớ đi làm nghe. Hợp với tôi. Cảm ơn sếp. Nè, 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 làm gì vậy? Nè, cô làm gì vậy? Anh ở trong lâu như vậy, thúi chết tôi thì sao hả? Đi cầu dĩ nhiên phải thúi rồi, bộ chuối sao mà thơm. Anh kinh quá đi, làm ơn nói là pin pin hay là vệ sinh đi nha. Pin pin, bộ tưởng mình là con nít chắc. Mất công nói chuyện với anh, tự tôi coi thông tin đi. Sao hả? Siêng năng như vậy muốn gì đây? Muốn phá án cho sớm mới khỏi phải thấy anh nữa. Cả tòa nhà Thuận Phong hết thảy có 18 tầng, cả ngàn căn hộ, hơn 4.000 mấy chủ hộ. Coi mấy thông tin này ích lợi cái gì, hành động thiết thực nhất mà. Nè, cô phải để ý coi nhà nào đột nhiên giàu lên, nhà nào đột nhiên cần tiền xài. Ai còn biết mẹ là phụ nữ, sao kiếm hả? Ngày mai tôi đi làm trong văn phòng tòa nhà, dựa vào sức hút của tôi không cần tốn sức kiếm, mấy bà nội trợ tự biết mò tới. Nhưng mà tôi khuyên cô nha, mau đi ra ngoài kết thân với người ta đi. Anh đã ra lệnh cho tôi đó hả? Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, đừng ở đó mà thả mũi. Bây giờ tổ chức môi trường nhạy cảm, coi chừng cô bị kiện làm ô nhiễm môi trường đó. Tôi chẳng thấy buồn ngủ gì hết, tôi quyết định đêm nay sẽ coi hết tất cả tư liệu. Nè 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 nè, nè, cô không ngủ làm sao tôi ngủ được đây? Được, chơi thì chơi, sợ gì? Có ai chịu được tới phút cuối cùng? Được thôi. Cái
cây mít thấy ghét này. Lúc không nói chuyện cũng đẹp trai lắm chứ. Mình qua điệu này, lúc không chí chóe cũng xinh lắm chứ bộ. Mà thôi đi, trang điểm đậm như vậy nhìn giả tạo muốn chết. Nè, anh nói ai giả hả? Cô giả ngủ đó hả? Nói mình giả, giả gì chứ, toàn là đồ thật không đấy nha. Đẹp muốn chết rồi. Trời, đáng ghét thiệt. Sao anh đứng vệ sinh hả? Là bụng cầu dơ hết rồi kìa. Chị hai à, đó là nước lúc nãy rửa tay tôi làm ướt đó. Mà nè, đàn ông con trai dĩ nhiên phải đứng tiểu rồi. Ý, mà nói cô biết nha, lúc ở trường tôi được xưng là thần súng đó. Chiu, chiu, chiu. Chưa hụt bao giờ. Chiu, chiu. Chiu, 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 chiu. Tình đáng ghét như thế giới bực mình quá đi. Làm cho bụng cậu dơ hết rồi kìa. Cậu cho anh bị nước tiểu của mình làm cho ngã chỏng lưng luôn. Cây mít đáng ghét, đáng ghét. Thật là đáng ghét mà. Mình ngủ quên lúc nào vậy? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trời, sao mình chưa tẩy trang vậy? Cũng may là không có ai. À, cô làm gì mà la dữ vậy? Đâu, để tôi coi coi. Trời ơi, còn tưởng là cô bị ma cào nát mặt chứ. Thì cũng vậy thôi, có gì hay đâu mà la. À phải ha, này hình như cô chưa có tắm. Quá, wow, mau đi tắm đi. Trời ơi, mùi gì nồng nặc chua lẹ vậy? Thì ghê quá đi à. Sếp Ô à, có phải sếp nhầm lẫn gì hay không hả? Với năng lực của tôi, không làm giám đốc tòa nhà cũng làm chủ nhiệm chứ. Sao cái công việc hợp với tôi mà sếp nói là tới đây làm nhân viên sửa ống nước là sao? Tôi chỉ căn cứ theo lý lịch của anh thôi, rồi sắp xếp theo thôi mà. Anh nói anh biết sửa chữa điện và anh biết sửa ống nước, cho nên tôi mới sắp xếp như vậy cho anh. À, trời ơi, tại tôi thấy vui quá nên học qua có vài tiết, nhưng mà tôi không rành lắm đâu. Sếp Ô à, sếp Ô tôi đang nghỉ sếp đó, tìm công việc khác cho tôi đi mà. Ê sếp La, sửa ống nước chỉ là công việc che đậy thân phận của mình. Như vậy anh mới có cơ hội vào nhà của người ta, xã giao với mấy bà nội trợ. Tiện cho anh điều tra quá trời rồi mà. Anh cố gắng lên làm công việc sửa ống nước này giùm cái đi. Alo, sếp Ô, sếp Ô à. Trời ơi. Ờ, anh La, anh La, anh có thể vào trong rồi. Anh La, anh có thể vào trong rồi đó. Hai, tôi là nhân viên sửa đường ống, La đại thụ. Anh đại thụ, anh và mấy nhân viên trước khác nhau quá à. Hồi đó mấy người kia toàn là râu. À, không, 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 mấy chú kia râu ria thôi. Không như anh, vừa đẹp trai, lại trẻ nữa. Anh qua đây đi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Để em giải thích chi tiết công việc cho anh nha. Thật ra công việc của anh nhàn nhã lắm, không có làm gì nhiều hết á. Ai nói là không có gì làm? Còn không mà làm việc đi, vua thông ống. Mà kệ ảnh đi. Tôi muốn đi thông ống. Làm ơn, tôi là nhân viên được phái tới sửa ống nước đây nè. Ai ra liền nè, đợi nãy giờ mới tới. Ý, anh là anh La hả? Ủa, anh chính là vua thông ống mới đó hả? Thì ra chị sống ở đây hả? À, phải. Trùng hợp quá ta. À, vào đây rồi hãy nói. Đói quá. Trời, chai nước cũng không có nữa. Sếp Ô có cần keo kiệt quá vậy không? Ây, thôi đi, thôi đi. Dù sao cũng phải xuống dưới đi dạo thôi, xuống ăn sáng vậy. Tôi đi mua đồ ăn đã.
Làm ơn bắt một phần ăn a ý mạch. Dạ phần đó đã hết rồi. Nhưng cô còn dán ở trên đó mà. Vậy phần phần B nuôi sao đuôi gà? Phần B cũng hết rồi, chỉ còn nuôi thôi. Hả? Phần C đi, không thì hết luôn. Phần đó là gì? Nếu như suy nghĩ thì tránh sang một bên đi. Cô Lan hôm nay tính ăn món gì? Bún gạo đùi gà. Bún gạo đùi gà. Thịt gà chiên trứng ướp la. Được rồi, lấy phần đó đi. Quá 11 giờ rồi, trưa mới mở lại. Nếu muốn ăn gọi món trưa đi. Làm ơn, bún gạo xá xíu, trà chanh lạnh, ít ngọt. 34 đồng. Đếm cho kỹ đó. Lát nữa đừng có quay lại đổ thừa, tôi thối tiền thiếu. Cảm ơn nha. Sư phụ nè, thiệt ngại quá, xá xíu của tôi có đổi thành đùi gà được không? Bún gạo đùi gà kìa. Thiệt ngại quá, tôi muốn hỏi sao chị hồi nãy được phần đùi gà, còn tôi toàn là xương không vậy? Cô nè, một con gà có hai cái đùi thôi à, chặt hết thì hết thôi. Ý cô muốn nói là tôi lừa cô, ăn mất cái đùi của cô chứ gì? Nè cô à, thiệt ngại quá, chỗ này của cô Trần ngồi đó, cô mới đi nhà vệ sinh thôi. À, xin lỗi nha. À, thiệt ngại quá, bàn này là thím Lục hay ngồi lắm, thím ấy sắp tới rồi, cô đi chỗ khác ngồi đi ha. Ê, chỗ này cũng có người ngồi rồi, thiệt là ngại quá. Cô La, chỗ này nè. Cảm ơn nha. Được cái sáo. Cô tên là gì vậy? À, ai nấy ở đây đều gọi tôi là Phụng Ni Tô. Thật ra tôi và cô sống chung một tầng đó. Tôi ở căn 407. Cái thôn này đúng là không có bí mật gì hết ha. À, mà khi nãy đó, cảm ơn nha, nếu không tôi cũng chẳng biết phải ngồi ở đâu nữa. Hay, tại hàng xóm, ai nấy ngày nào cũng tới đây ăn cho nên mới dành chỗ cho bạn bè trước thôi mà. Họ không có cố ý làm khó cô đâu, đừng có để bụng nha. Hiểu mà, hiểu mà. Ê, chưa có uống hết. Ôi trời ơi, tôi lau bàn thôi mà, có ăn cắp ly nước của cô đâu. Chút nữa đừng đổ thừa tôi nha, trả cô đó. Chị Chu nè. Hả? Chị cũng coi chừng nha, coi chừng bị người ta đổ thừa chị ăn cắp đồ đó. Sao kỳ vậy? Rõ ràng là cô Thao đó sai mà, còn đi cắp nơi nói xấu mình. Thật ra là vậy nè, thực tế cô ấy đã ăn cắp cái gói của tôi. Cô không cần nói đâu, tôi chỉ biết là chị hai cô ấy không có ăn cắp đồ của người ta đâu. Cô cũng đâu cần giải thích với tôi, tôi đâu có thích tám chuyện người ta. Rõ ràng mua cùng một loại khóa mà, sao không mở được ta? Chị hai à, làm chị hết hồn mà, con nhỏ này. Biết chị có âm mưu mà, còn nói qua nhà đối diện coi người ta sửa chữa. Thật ra là tới coi nhà của ôn binh thì có. Cái miệng lớn của em đừng có nói lớn quá mà. Bộ em muốn cả thôn đều biết tụi mình mượn tiền của ôn binh hả? À phải, có phải chị tính nhân lúc ôn binh còn đang hôn mê trong bệnh viện tới nhà hắn lấy cắp số nợ để khỏi trả tiền phải không? Ăn cắp được cái gì đâu. Em coi nhà của hắn kìa, rồi ổ khóa lớn như vậy khóa lại, làm sao mở ra đây? Ôi trời, rõ ràng là như nhau mà. Hả? Mở được kìa, mở được kìa. Trời ơi, em có bị khùng hay không vậy? Mở cửa toang quang như vậy, nhìn vào cũng biết là có người từng tới đây rồi. Ôi trời ơi. Điện thoại của em, điện thoại của em. Là Phụng Ni Tô. Alo, Phụng Ni Tô. Được, chút nữa tụi chị qua. Phụng Ni Tô kiếm em làm gì? Cô kêu tụi mình tới thẩm mỹ viện chuẩn bị khai trương đó mà. Ừ ha, ý, vậy mốt phải tính tiếp. Nè, nói gì thì nói, khi nào rảnh em đổi nhạc chuông giùm nha. Lần nào nghe thấy chị cũng nổi hết da gà hả? Không được, nhạc chuông này bảo vệ cho cả nhà em bình an đó, còn giúp thằng Triết học hành chăm chỉ luôn khỏe mạnh nữa. Nói mê tín đúng là không sai mà. Nè, còn nữa nha, chuyện này đừng nói với Phụng Ni Tô biết, chị biết em biết thôi nha, ok? Ok. Ý, chị hai, ăn trưa hả? Ủa, tới rồi hả? À, phải đó mạnh ba. Nè,
chị đã coi lịch ngày giúp em rồi. Nếu em lấy giờ mà chị chọn cho em để khai trương á, bảo đảm em khách tới dài dài, tiền đếm tới mỏi tay. Nhưng mà nè, em muốn đợi anh Tường về mới khai trương, có thể dài lại thêm mấy ngày nữa được không? Thôi đừng đợi nữa, ngày mai chị chọn cho em đó, 10 năm mới có một lần mà. Ồ. Còn nữa nha, chồng của em tối ngày qua đó làm ăn ở bển còn nhiều hơn ở Hồng Kông nữa. Em không sợ ảnh? Em mới không sợ đó. Chồng của em tốt lắm, em tin tưởng ảnh lắm. Nè, nhưng nghe người ta nói con gái đại lục ghê gớm lắm. Thì em là gái đại lục nè. Thì con người của em á, ngốc quá mà. Ý làm gì có. Hả? Quên nói với mấy chị nghe, lúc nãy em ở trong quán ăn gặp chị La đó. Đáng đời cô ta, ai kêu cô ta đổ thừa con gái của chị ăn cắp đồ. Nhưng chị hai chị làm lớn chuyện như vậy, hình như không tốt cho lắm. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng mà. Nè, cái gì làm lớn chuyện chứ? Chuyện này đâu phải là tại chị đâu. Chị đâu có nói với ai, mà không biết sao cả làng ai cũng biết thôi mà. Thật ra chuyện này là má chồng của em đồn ra đó. Hả? Thì hôm qua má chồng em thấy chị và chị La cãi nhau, vậy là sáng nay tập thể dục lỡ miệng để cho Mai Lan Cúc Trúc nghe. Chà, hèn chi tin đồn lan đi nhanh như vậy. Thì ra là kể cho tứ đại mỹ nhân của thôn Thuận Phong này ha. Thiệt ngại quá. Vậy cũng tốt mà, để cổ biết chút mùi, để coi cổ sau này còn dám đổ thừa người ta nữa không. Chị Mai, mở điện thử đi. Wow, cảm ơn nha. Tôi nghe người ta nói nha, phong thủy của thôn này rất là tốt, ai mà dọn vào đây ở đều phát tài hết. Phát cái gì mà phát đầu heo thì có. Chị không phát thôi, không chừng người khác có thì sao. Nè, tôi thấy mấy chị nội trợ bên kia ăn mặc sang trọng dữ lắm, nhìn cứ như mới phát tài vậy, có phải không? Phải, đúng là có một cô nha. Là ai vậy? Thì vợ anh đó. Wow, nè, anh La, cơ bắp của anh săn chắc quá nha. Chắc bình thường có tập luyện hả? Ông chồng của tôi thì tệ quá rồi. Cái bụng mỡ của ổng lồi nguyên một cục mỡ heo ra luôn đó. Đúng là chẳng bằng anh một miếng nào hết. Chị Mai à, không có gì tôi về trước nha. Trời ơi, uống ly bia rồi hãy đi chứ. Nhờ anh làm nhiều việc như vậy, ngại quá. Uống đi, uống đi thôi, mà không cần đâu. Thiệt ngại quá mà, trời ơi. Thôi, để tôi tự lau được rồi. Hãy vào nhà vệ sinh tắm một cái đi. Phải tắm nữa hả? Đừng có ngại mà, khăn tắm trong nhà tắm mới mua đó. Cứ tự nhiên đi nha. Tự nhiên. Nè, khoan đã. Nè, anh La à, sao không nghe tiếng vòi sen chảy gì hết vậy? Cái vòi sen hư rồi hả? Tôi vào trong coi giúp anh nha. Ê, nè, tắm thôi, không cần chị giúp đâu. Có điện thoại kìa. Alo, rảnh làm gì vậy? Mượn không hả? Mượn sao mà không mượn chứ? Lỡ mượn rồi, có bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu thôi. Được, sáng ngày mai 10 giờ rưỡi gặp ở tiệm ăn nhanh nha. Mượn tiền. Cô nè, hay là để tôi giúp cô nha. Được thôi. Cảm ơn. Nên mà, cô à, người ở đây kêu tôi là anh Thủy đó. Nếu sau này cô có cần gì giúp đỡ, nhớ nói với tôi nha. Thank you. Về phòng gã háo sắc. Trời ơi, cái thôn này phức tạp hay sợ à. Phải mau chóng phá án rồi cuốn gói đi. Cũng may còn một chai. Cô muốn gì? Tôi hỏi anh muốn gì thì có. Chai muối biển này nè, hôm nay đang giảm giá. Mua hai chai rẻ hơn 15 đồng lận đó cô. Hả? Một chai còn chưa xài hết nữa. Nè, mua hai chai làm gì? Cô ơi, nếu như cô không ngại á, hay tôi và cô gặp lại mua chung. Cái gì? Thôi là tiền cho cô nè. Cảm ơn. Thêm hai cái dấu nữa. Không cần đâu, cảm ơn. Nè, cô không cần con dấu, có thể tặng cho tôi không? Tôi để dành đổi lấy cái chảo á. Cảm ơn cô nha.
À phải, hôm nay chỉ cần bỏ thêm 10 đồng thôi. Có thể đổi lấy chai nước rửa tay, có cần không? Không cần đâu, cảm ơn. À, tôi cần nè, tôi cho cô 10 đồng, cô đổi giùm tôi nha. Cảm ơn. Chà, mùi gì vậy? Sếp Âu lúc nãy kiếm tôi làm pháp sự, giờ nguyên căn nhà đều là mùi nhang thơm, hồi muốn chết luôn à. Hôi hơn cái mùi chai xịt khử mùi với dầu thơm của cô sao? Mùi gì vậy? Đồ ngon. Cái này mà cũng ngon sao? Trả lại đây cho tôi. Con người của tôi đơn giản lắm, ăn no bụng là được rồi. Con người tôi thì có chút tố chất. Để tôi nói cho anh biết nha, cái gì gọi là phẩm vị cuộc sống ha. Coi thử coi sao. Nè, salad California, rượu giang Pháp, gạo Ý. Nè, còn nữa nha, khung xương dê New Zealand. Cũng có phẩm vị ghê ta. Mấy thứ này siêu thị có bán sao? Tất nhiên là không rồi, đi taxi hết 100 mấy đồng ra ngoài mua đó. Vậy ông trời phù hộ nha, hy vọng là cô biết tự nấu. Đúng rồi, cứ nhìn vậy đi, nhìn lâu một chút đồ ăn sẽ tự chín. Ô, thấy thương quá, phải gọi điện thoại cho mẹ để cầu cứu kìa. Anh tưởng tôi không biết nấu hả? Tôi chỉ là đang trao đổi với mấy cái đồ ăn thôi. Tôi đang nghĩ phối hợp thế nào mới là tốt nhất. Ha, nấu cơm thôi. Chà, cái bình hoa này, nấu cơm hay là đánh trận vậy? Nè, con đừng có đốt nhà bếp người ta nha. Nè, ai cũng không được đi vô nha. Không biết đó là cái khung xương dê gì nữa, chiên đen rồi mà cứ dậy nước, làm dầu văng tứ tung mà. Đừng có đổ thừa được là đổ. Tôi thiệt chưa từng gặp qua ai giống như cô. Mấy cái đồ ăn chưa rã đá mà đem bỏ vô chiên, khiến người ta chịu không nổi nhất là cô có thể nấu khét cơm bằng nồi cơm điện đó. Liên quan gì tới anh? Là tại vì á, không biết sắp ngồi mua cái nồi cơm điện nhãn hiệu dởm cái gì nữa ha. Cơm mà cũng có thể nấu khét được. Cô làm ơn đi, nếu phí nhiều thời gian để làm ra cái này thì thà lấy chút thời gian đi điều tra đi. Anh biết tôi không có điều tra sao? Hôm nay á, cả ngày tôi đi thị sát trong làng đã kiếm được 2 nhân vật mục tiêu. Nè, coi đi. Chị Hai à, 2046 mà chị giới thiệu cho tôi được lắm đó, tôi bây giờ đã kiếm tiền được đó. Hùng Đang Đang này gọi là chị Hai, tôi còn điều tra được mấy bà thím gọi bả là sư nãi cổ thần. Tôi nghi ngờ mục đích của bả là dụ dỗ mấy bà cô bỏ vốn chơi cổ phiếu để họ thua lỗ hết tiền, rồi sau đó dụ họ vay tiền. Tôi còn thấy bả với mấy bà cô có giao dịch tiền bạc nữa. Còn cô Lưu Liên Hương này nè, biệt danh Hương Thần Bà, cũng rất là khả nghi. Thiệt đó, à, thím lộn, ba mạnh. Trời ơi, dòng thiên tinh của chị Hương linh nghiệm lắm đó. Tôi nghi ngờ Lưu Liên Hương này chúng là kỳ phúc đảng, thông đồng với bà Mạnh làm vệ sinh đó, lừa tiền của mấy bà cô trong làng. Nè, có bộ những người đắc tội với cô toàn bộ đều trở thành kẻ khả nghi hết rồi. Gì chứ, là linh cảm của tôi, Hùng Đang Đang với Lưu Liên Hương nhất định có vấn đề. Cái này mà gọi là linh cảm sao, cái này gọi là thành kiến đó. Trước đó Hùng Đang Đang đắc tội với cô, sau đó thì Lưu Liên Hương nói mấy chuyện quỷ thần làm cho cô sợ, cho nên bản thân cô tự cảm thấy họ có mờ ám mà thôi. Anh ngoại trừ biết dây này dây nọ thì anh điều tra được cái gì hả? Tôi điều tra được gì? Sau khi phá án cô sẽ tự biết thôi. Phá không được thì tính sao đây? Phá không được tôi sẽ chặt đầu xuống cho cô chiên, giống như là khung xương dê, không cần trả đồng. Gì đây? Sao đợi lâu vậy vẫn chưa có xe nữa? Đúng đó. Trời, lần này kiểu gì tôi cũng không chịu thua đâu. Như chị nói, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu. Chắc tất nhiên rồi. Không phải chứ. Quan âm mượn khố. Ủa? Ý, đó không phải là anh La sao? Đúng đó. Anh La. Hi. Ủa chị Mai, sao trùng hợp dữ vậy? Đúng đó, trùng hợp quá vậy. Chị thân với anh La lắm hả? Ủa chị không biết hả? Anh là vua thông cống mới tới đó. Anh La, bộ anh cũng tới hỏi qua âm nương nương mượn khố hả? Đúng vậy. Trời ơi, không cần vô đá chen chút với người ta đâu. Hai vợ chồng tôi mượn hết mấy trăm triệu nhiều như vậy đó. Nè, tặng cho anh một chút thì có gì đâu chứ. Cảm ơn. À, đúng rồi, hôm nay anh không cần thông cống giùm người ta sao? À, hôm nay tôi nghỉ phép. Vậy đúng rồi. Chúng tôi đang định đi karaoke đó. Đi chung nha. Đúng đó, đi chung đi. Vậy hả? Được. Cảm ơn nha, anh Minh đẹp trai. Chúng tôi là tất cả. Mọi người muốn gì không?
sáng như vậy không có không khí gì hết à. Chà, chà, mọi người sao bọc hết video của mình lại vậy? Chuyên nghiệp quá ha, an toàn ghê ta. À, tôi có dựng một bao nè, cho anh mượn đó. Sao? Bao gì chứ, bao micro thì bao micro đi. Chị nói bao làm cho anh la đỏ mặt hết trơn rồi hả? Nói rõ chút đi. Nhìn mọi người chắc hay tới đây chơi hả? Tất nhiên rồi, ở đây vừa được ca, vừa có đồ ăn. Bữa trưa thì không cần nấu, lại có máy lạnh để hưởng nữa. Lời muốn chết luôn đúng không? Chị Mai đúng là tính toán kỹ lưỡng ghê. Nè tới đây đừng gọi tôi là chị Mai, gọi tôi là Mimi. Gọi tôi là Gigi. Tôi là Lily. Gái đẹp Kiki. À đúng rồi anh La. Vậy tên tiếng Anh của anh là gì vậy? À tôi không có tên tiếng Anh. Hả? Trời ơi không phải chứ. Thời buổi này không có tên tiếng Anh thì lạc hậu quá đi. Hay là chúng ta đặt giùm cho ảnh nha. Nè anh tên là La Đại Thụ phải không? Mấy cái cây thì một cây cây mà. Vậy thì gọi là phone đi. À, thôi không cần đâu. Gọi là cũng hay. À, hay đó. À, nghe được. Anh thích bài gì tôi chọn giùm anh. Hay là mọi người chọn bài đi. Đế nữ hoa chi âm ngộ được không? Cái gì? Đế nữ hoa? Trời ơi, thời buổi này còn ai hát mấy bài sến như vậy nữa. Nếu không thì gần một chút chúng ta hát Tứ Đại Thiên Vương nha, được không? Trời ơi, không phải không hát. Nhưng chúng tôi theo kịp thời đại lắm. Bây giờ chúng tôi đang ca là Super Junior hoặc là bài Fantastic Baby của Big Bang cũng được. Với True AM và True BM đều đẹp trai như vậy, chọn ai thì được đi. Chà, thì ra mọi người cũng theo trào lưu Hàn Quốc hả? Ý, bài hát hit của tôi. Nè, sao lần nào chị cũng hát trước vậy hả? Vậy thì sao chứ? Nè, chị nói cái cổ phiếu này có theo được không? Mấy chị cứ tự nhiên, tôi nghe điện thoại một chút nha. Cô cứ bình tĩnh trước đi. Alo. Cô lên theo. Anh hai à, đừng có giận mà. Sao không theo chứ? Đang tới nè. Tăng mà. Vừa nghe cái tên là biết không phải người tốt. Tên này cô còn không chết trong tay tôi. Bác Tài, đi theo chiếc xe buýt đằng trước giùm tôi. Cô Thang, cô tới mua đồ ăn nữa hả? Chợ của mấy anh vừa ngon vừa tươi, tính luôn tiền xe cũng lời nhiều lắm đó. Tất nhiên rồi, tính cô rẻ chú cả hôm nay tươi lắm đó. Anh nói đó nha. Phải, lựa cho cô một con, xong rồi. Cảm ơn anh Tây. À, không có gì, lần sau nhớ ghé nha. Con đừng có giận mà, dì đang qua đó liền nè. Ừ, vậy con đợi dì nha. Bye bye. Nè cô ơi. Hả? Trái tán của cô chưa trả tiền. Nhìn mặt cô đẹp đẽ như vậy á, không phải qua bắt chước người ta cắp chứ. Không phải đâu. Ê trời. Đi tới đây mà còn gặp phải kẻ này thù chết tiệt điện nữa. Cô à, đang làm gì hả? Lấy bao nhiêu tiền vậy? Làm việc gì? Có phải muốn chết không? Hả? Ừ. Hả? Không làm thì thôi. Làm cái trò gì vậy? Ở đâu mà nhiều hàng để giao vậy? Chị Thẩm, hàng của chị. Cảm ơn cô nha. Vậy có thể rẻ một chút không? Được rồi, giảm 20% cho cô. Con robot này bị sút tay rồi, làm sao chơi đây? Đại ca, quay tới nè. Dì đang à, cánh tay của con robot của con bị sút rồi. Trời ơi, đúng rồi ha.
Nhưng mà coi dì đem cái gì tới thăm con nè. Tan tan tan. Giờ cái trò gì vậy? Cũng may là chị tới rồi chị hai. Đứa con ngốc này của tôi hả? Chỉ có chị mới dỗ ngọt được. Khách sáo gì chứ. Lúc trước chị ở kế nhà tôi, cũng nhờ chị coi chừng con gái tôi thôi. Đại ca, lần sau dì tới thăm con nha. Nè cô ơi, cho hỏi đường Phúc Hòa ở đâu vậy? Đường Phúc Hòa đây là đâu vậy? Cô ơi, bây giờ tôi đang ở đâu? Bây giờ đang ở đâu vậy? Bây giờ tôi đang ở đâu vậy? Không ngờ mọi người dài hơi như vậy, vừa hát vừa quẩy. Tôi làm không lại rồi. Tại anh ít đi ca thôi. Ăn mặc nhiều đồ như vậy có nóng không vậy? Mimi, đừng có làm vậy mà Mimi. Bớt ra đi mà. Nè, anh Bớt, anh rớt hết 100 triệu rồi kìa. Wow, cẩn thận đó, vậy mà cũng làm rớt được. Đúng rồi Lily, chị đang cần tiền xài hả? Sao lại hỏi quan âm mượn khố vậy? Hỏi quan âm mượn khố phải cần tiền xài thì mới được mượn sao? Mượn đâu cần trả đâu, người ta ai cũng mượn, tôi không mượn thì bị lỗ sao? Đúng ha, còn tốt hơn là mượn trong ngân hàng, thủ tục ngân hàng còn phiền phức hơn nữa chứ. Coi anh mượn ai thôi, người của tôi thủ tục đơn giản lắm. Đúng rồi, chị mượn ai mà thoáng tay quá vậy? Tôi nói cho anh biết, tất nhiên là mấy ông chồng của chúng tôi rồi. Chúng tôi không có tiền xài, không mẫu ổng thì mẫu ai hả? Trời ơi anh à, anh đừng có suốt ngày lo hỏi này hỏi nọ nữa. Chúng ta nghĩ xong rồi thì tiếp tục cả hát. Bây giờ tôi xong cài với anh nha. Không thôi, được không, anh phải nhảy với tôi. Nhảy đi. Nè mọi người cứ chơi đi, tôi không chơi được đâu nè. Trời ơi, anh đừng có hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn với nhau không thôi. Tôi hiểu mà, chơi với các dì là chuyện tốt mà. Hiếu thuận, anh được mà. Nè tôi chết rồi, tới giờ rồi. Vậy hả? Trời ơi, tới giờ rồi, tới giờ rồi, nhanh lên, tới giờ rồi nè, phải thâu giùm ông xã chương trình tham quan Phi Châu nữa, nhanh lên. Nè khoan đi đã, chúng ta còn chưa nói hết mà, chơi thêm một chút nữa đi, chơi thêm chút nữa đi mà. Trời ơi, qua giờ rồi, mắc lắm đó. Nè nè anh Bon à, tôi tính qua rồi, một người 60 đồng, chúng tôi về trước nha, anh thanh toán đi, lần sau chơi tiếp ha. Nè, với anh nè, tôi dị quá, dễ thương ghê vậy đó. Tiền cực khổ, đúng là tiền cực khổ, đúng là không dễ kiếm. Ê, nè, nè, cho anh đó, đem hết tiền đi, đi thanh toán đi. Thằng Luân Đen, Mẫn à, cô muốn sao hả? Người nhà mà cũng theo dõi sao? Sếp ô chỉ thị mà, chẳng lẽ tôi không nghe mệnh lệnh của cấp trên sao? Vậy còn anh, sếp ô đâu phải là cấp trên của anh, sao ông nói gì anh cũng làm vậy? Sếp La chưa nhận được tin hay sao? Sếp bàn chuyển tôi qua đội của sếp ô, giúp mọi người điều tra vụ án viên đạn vàng cho gian nặng lãi. Sếp ô, tôi muốn biết tại sao ông lại kiếm người theo dõi tôi hả? Vì hành động lần này vô cùng quan trọng. Tôi làm như vậy chỉ là đảm bảo không có bất kỳ tổn thất, có vấn đề gì không? Vậy tức là không tin chúng tôi rồi. Hai người còn lớn tiếng làm dữ như vậy sao? Luân Đen, anh nói xem trong hai ngày nay theo dõi sếp La kết quả nhìn thấy cái gì? Yes sir. Tôi cũng là có câu nào nói câu đó thôi nha. Sáng hôm qua, sếp La nhận được cái order giúp một người gọi là bà Mai thông cống. Kết quả là ở nhà người ta tắm xong, uống luôn canh rồi mới chịu về. Tiếp theo thì ảnh lại nhận được một cái order khác, giúp một bà Trần làm ống nước. Nhưng mà sau đó còn đi chợ với người ta. Còn chiều nay thì ảnh đi karaoke với mấy bà cô hết 3 tiếng đồng hồ thôi sếp. Cái gì? Anh đi karaoke với mấy bà hả? Khổ cho tôi đi theo Hùng Đan Đan, theo tới nửa đổ mồ hôi, chân cũng gãy luôn. Cô cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Man, cô nói thử trong hai ngày nay, chị Hoa Bình đã làm cái gì? Yes sir. Chị Apple đúng thiệt là cả ngày đi theo Đan Đan, nhưng mà cả lộ trình đều đi taxi. Đúng là đi tới mồ hôi nhễ nhảy, nhưng mà lúc sau cũng bù lại hết rồi.
Còn nữa nha, hai người trước đó vì để được ăn món ngon mà rời khỏi vị trí, đi shopping ở trung tâm thương mại, ăn hết 1,000 mấy. Tôi chỉ sợ hai người lo đấu đá với nhau ảnh hưởng tới nhiệm vụ cho nên mới cho người đi theo dõi hai người. Nhưng mà hai người khiến tôi vô cùng thất vọng. Tiền đi ca đi làm mặt shopping đừng có mơ được lấy lại. Đừng bao giờ mơ mộng. Sếp ô ạ. Tôi nói với hai người, cấp trên vô cùng coi trọng vụ án này của chúng ta. Hẹn chúng ta phá án trong vòng 1 tháng. Hai người phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần 24/24. Đừng có tưởng là đang hưởng từng trăng mật. Yes sir. Cũng tại anh hết đó, làm cho tôi bị sếp ô chửi té tát hả? Tâm thần, không biết ai đi theo dõi, theo tới đi làm mặt luôn, làm cho sếp ô bực mình. Không biết ai đi ca với 4 bà cô, còn đi thông cống giùm người ta, thông tới tắm ở toilet nhà người ta luôn. Nè, tôi với Mimi, tôi với chị Mai hát karaoke là để moi tin thôi mà. Còn nữa, một mình tôi đối phó với 4 người họ, cô tưởng dễ lắm hả? Tôi không muốn nghe nữa, tôi thấy mắt ói lắm. Nè, cô đừng có ác quá nha. Bây giờ tại ai hả? Cô đó. Anh nói ai vậy? Ai hỏi ai thì là người đó. Nè. Giỏi quá đi. Giỏi quá. Hai người đang tập múa hả? Định biểu diễn ở đâu vậy? Vài bữa nữa trung tâm chung cư có một buổi biểu diễn vũ đạo đó mà. Từ lúc đó nha, nói chúng tôi nghe nha, chúng tôi nhất định tới ủng hộ. Đúng đó. Đúng rồi bà xã, tới giờ đi chợ rồi. Hay là tối nay mình ăn đậu hũ chiên đi được không? Mấy chị có biết không, thì ra ăn nhiều đậu hũ tốt cho da lắm nha. Mấy chị cô da của bà xã tôi nè, vừa trắng vừa mịn nè, dễ thương lắm. Thủ, hai chị coi thủ của tôi nè, anh càng ăn càng mập đó. Còn nữa nha, bụng của anh á, cái bụng bụng luôn nha. Bệnh, không phải ai cũng như em đâu. Trời sinh tố chất đẹp, hai chị coi nè, ăn hoài mà cái mặt nó cũng vi lai nè, đẹp ghê chưa. Nè, chị nhìn chồng của tôi nè, càng ăn càng bự con đó. Đẹp quá. Anh thật ngon quá. Cái thầy họ của họ đặc biệt quá. Chị với ông nhà chị học hỏi chút đi. Thôi chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi đi bên kia nha. Bye bye. Tạm biệt. Ý, bà chủ chị Hương. Chào anh. Chào. Là bà. Lê hoa nê mi ca, yêu xe phan hoàng. Yên hào nê, wong ngoài sông nhất dịch tổ. Ngô bà hôn chợt ngô, ngàn đầu mê liêu gái ngô. Như trò y, thay quá châu trò. Chơi gọn gọn cấp chơi bắt đầu ngàn quang chân chân cả cả thân đầu nề ye khi phong như quá sáng sông ngô lại yên ngô châu qua. I'll always be yours, I'll always be yours. Chẳng mấy cảm xích phong sẽ hàn nề đích sông mô nhất giây cao cấp ngô. Xin nhất dịch khai lòng, dẫu ngô hôn đất.